Hồi xưa mà khi chúng tôi về đây năm 1984 á, cái khu này nó hoang vu dữ lắm, không có cây cối, không có cái gì, nhà cửa không có, cây cối không có, đèn đuốc không có, ý nghĩa là vậy. Thì cái tâm hoang vu của mình, tức là cái tâm mình không có một cái niềm tin đối với Tam Bảo, niềm tin đối với điều mình đang, giới hạnh của giới luật của mình, vân vân, thì nó gọi là năm tâm hoang vu. Hoặc là mình bực bội khó chịu với những người ở chung với mình, vân vân, thì đó là năm tâm hoang vu. Bành cha chê tổ khi là năm tâm hoang vu. Ít tha ở đây, à vô số này hiện giả, phiệt khu vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo đây ám chỉ là tỳ kheo, nhưng mà cũng ám chỉ là các vị khác nữa, những người xuất gia khác và những người cư sĩ Phật tử, chứ không phải chỉ là tỳ kheo, mà tất cả những người nào là đệ tử Phật, ý vậy đó. Sattari đối với bậc đạo sư, cần kha tí nghi ngờ. Sattari đối với bậc đạo sư, cần kha tí nghi ngờ. Vì chi kiết cha tí do dự, vị chi kiết cha tỳ do dự, vị chi kiết cha tỳ do dự, vị chi kiết cha tỳ do dự. Na thi mút cha tỳ, na thi mút cha tỳ, na thi mút cha tỳ, không quyết đoán. Na na sam ba si đa tỳ, không thỏa mãn. Na sam ba si đa tỳ, không thỏa mãn. Vô số a vô số này các hiện giả, người nào vô số người nào a vô số này các cái hiện giả, việc khô vị tỳ kheo. Sattari đối với bậc đạo sư, cần kha tí nghi ngờ. Vị chi kiết cha tí do dự, na thi mút cha tí không quyết đoán. Na sầm ba si đa tí không thỏa mãn. Tát chít tăng tâm của vị ấy, chít tăng là tâm, tát xá là của vị ấy. Tát chít tăng tâm của vị ấy, na na ma tí không hướng về, na na ma tí không hướng về. A tập bà gia nỗ lực, anu yoga gia hằng hai, sa tách cha gia kiên trì, bà thà na gia tình tân, gia sa chít tăng tâm của vị nào. Na na ma ti không hướng về, a tập bà gia nỗ lực,
Anuyoga hằng hai sa tất cha gia kiên trì bát hà na gia tình tăng ai rằng đó là bát hà một chế tô khi lô tâm quan du thứ nhất đây là năm pháp chịu phần tai hại. Nếu một cái người mà có cái tâm quan du thứ nhất về Đức Phật, tức là có cái sự nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, dẫn đến là không nỗ lực, không tinh tấn, không kiên trì, thì cái người này là có tâm quan du thứ nhất. Và nếu người nào có tâm quan du thứ nhất này là chịu phần tai hại. Mình tu trong giáo pháp này của Đức Phật mà mình nghi ngờ Đức Phật, do dự đối với Đức Phật, đối với bậc đạo sư, thì đương nhiên mình chịu phần tai hại rồi. Đó, nên dứt khoát là không nghi ngờ, không do dự bậc đạo sư thì mình mới tiến bộ được. Mình không nghi ngờ do dự bậc đạo sư cho mình phải đến mình nghe những cái thời kinh thời pháp mà bậc đạo sư đã thuyết giảng. Đó, ở đây là trực tiếp mà, trực tiếp những lời dạy của Đức Phật. Thậm chí quý vị mà đi dự khóa thiền chẳng hạn, thì quý vị cũng là gián tiếp qua quý vị thiền sư. Quý vị để ý coi, mà những người dạy thiền hiện nay rất là nhiều, mà có những vị là họ dạy theo ý của họ thôi, bởi kinh nghiệm phàm phu tục tử của họ, cho nên là cuối cùng có dẫn đến cái sự gọi là chống đối hay là phiền toái. Còn mình học kinh này là học trực tiếp vô rồi. Còn nếu quý vị nghi ngờ bản kinh này chứ đâu nghi ngờ chúng tôi. Còn nếu chúng tôi dẫn thêm chút đỉnh gì để cho quý vị hiểu thêm chút đỉnh cho dễ hiểu thì thôi, cho cái chính là vẫn bám sát vào bản kinh tài liệu bậc một này, primary source, chứ không thể nào mà mình đi bám vào tài liệu bậc 2, bậc 3. Cho nên khi mình muốn không nghi ngờ về bậc đạo sư thì phải đọc những lời nói của bậc đạo sư, những lời dạy của bậc đạo sư, ý nghĩa là vậy. Chữ hoang du tiếng Bali là khi lá, có nghĩa là tình trạng không rõ ràng, mông muội, giống như một miếng đất không được chăm sóc, đường đi nước bước không rõ ràng, cây cối mọc tùm, đó là quan du. Lúc này bây giờ lên đội lấy vàng này, khu này quan du dữ lắm. Cái tâm người tôi bị mắc vào năm thứ này gọi là tình trạng tâm quan du. Nếu tôi dịch thì tôi sẽ dịch là tâm bị bỏ ngỏ, bị trở ngại. Đây là phát biểu của Tượng Tọa Giác Nguyên. Ở đây chúng ta thấy rằng có rất nhiều người cứ nghĩ rằng mình theo Phật Pháp, mình có học đạo, có hành trì, có bố thí, có giới, có hành thiền, kể như mình đã xong rồi đó. Chỉ ngồi chờ chết thôi. Cứ mỗi ngày ngồi được mấy tiếng đồng hồ là cũng là coi như xong rồi. Rồi cũng quét tước công phu chấp tác là xong. Thật ra có một chuyện mình không có ngờ là niềm tin của mình đối với Đức Phật nói riêng và Tam Bảo nói chung, niềm tin của mình đối với thầy bạn, niềm tin của mình đối với con đường hành trì không có được như Đức Phật đã đề nghị, đã mong mỏi trong đợi chúng ta. Đó. Ở đây nói là tỳ kheo, nhưng chúng ta phải hiểu ngầm tất cả người tu nói chung, kể cả người xuất gia và kể cả người cư sĩ. Tâm quan du thứ nhất là quan mang, nghi hoặc, nghi ngờ, không có niềm tin vào Đức Phật. Đây là điều rất quan trọng, kể cả trường hợp cạo đầu mặc áo đi tu đi nữa, nhưng niềm tin của mình đối với Đức Phật rất dễ có vấn đề mà mình không ngờ. Mỗi ngày tụng kinh lễ Phật 2 buổi công phu, mình tưởng vậy là đủ, nhưng thật ra cái rất đáng để mình nhìn kỹ lại, đó là chính là niềm tin của mình đối với Đức Phật. Bây giờ quý vị xem cái niềm tin mình đối với Phật như thế nào.
Tôi đã từng nói là nếu ai bắn tôi chết thì tôi chết, chứ nếu tôi bỏ Phật tôi không bỏ được. Đó, niềm tin nó phải mạnh vậy đó. Họ bắt tôi ra nói tôi bắn ông chết, mà hay là ông tuyên bố ông bỏ Phật đi, thì chắc chắn là tôi không bao giờ tôi tuyên bố tôi bỏ Phật được. Cái niềm tin mình nó phải mạnh mẽ vậy đó, mình mới tiến tới được. Hôm trước chúng tôi có nói, có hiểu về Đức Phật thì chúng ta mới tin Ngài một cách đúng đắn, chính chắn, đúng mức. Muốn tin phải hiểu, muốn hiểu phải học. À, thấy không? Cái này, cái suy nghĩ này của Thượng Tọa Giác Nguyên là trùng với chúng tôi rồi. Tức là muốn tin Phật phải hiểu Đức Phật nói cái gì, nghĩa là phải học những lời dạy Đức Phật vậy thôi, thì mình mới xác lọc được cái niềm tin của mình đối với Phật. Có người thì thích A Tỳ Đàm, có người thích tạng kinh, có người thích tạng luật, có người thì vào đạo thì chỉ thích học một hai đề mục bỏ túi rồi đi hành thiền, không coi nặng học hành giáo lý, thậm chí còn bôi bác dè biểu bài xích nữa, nói rằng tu học làm chi mà không chịu thiền định, không chịu giữ giới. Cách nghĩ này nghe qua thấy hay hay, nhưng ngồi ngẫm lại thì nếu chúng ta không học được giáo lý thì chúng ta hiểu gì về Đức Phật? Đó. Mà nếu chúng ta không hiểu gì về Đức Phật thì chúng ta tin là tin cái gì? Hôm nay sau bài giảng này, quý vị về suy nghĩ xem niềm tin của mình đối với Ngài có vấn đề hay không. Vấn đề nằm ở chỗ là muốn tin thì phải hiểu Ngài như thế nào. Tại sao chúng ta không theo các cái vị thần thánh khác, không theo ông Tư và Tám để trả lời câu hỏi đó cho chính mình là một vấn đề. Bởi chúng ta đã hiểu gì về Phật, muốn hiểu về Phật chúng ta phải học giáo lý. Dĩ nhiên chúng ta hiểu về Ngài không thể nào giống như những vị pháp sư tâm tạng, như những vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, như những vị đắc thiền, đắc định. Nhưng tối thiểu chúng ta phải hiểu Ngài như một kinh, như trong kinh điển nói, chúng ta phải học pháp được bao nhiêu, chúng ta học pháp được bao nhiêu. Cho nên nói về năm tâm quan du, điều chúng tôi băn khoăn nhất là phải đá động đến một chuyện rất dễ phiền lòng đến bà con, đó là bà con không chịu học giáo lý, chỉ học một hai điều về thiền chỉ quán rồi nhảy vào các thiền viện rồi cho rằng mình đã hiểu Phật, thì tôi e rằng không đủ. Cái tôi ngán nhất là đọc hiểu kinh tạng bằng vốn liếng tiếng Việt của mình, nghĩa là ngồi đó dò rồi ngồi tưởng ra. Ví dụ tầm, tứ, hỷ, lạc, định, thì mình nghĩ tầm là tìm kiếm, tứ là ý tứ, hỷ là vui, lạc là sướng, định là tập trung. Không học giáo lý thì đừng hòng hiểu đúng lời Phật dạy, đúng Đức Phật theo kinh điển. Nhưng chưa nói hiểu theo cách hiểu của người đắc thiền đắc đạo. Nguy hiểm nhất là thờ Phật mà như thờ thần, thờ một đấng chí tôn và trông đợi một sự gia trì bảo hộ nào đó từ Đức Phật. Thật ra Đức Phật là nguồn năng lượng rất lớn cho chúng ta. Khi chúng ta bị sa sút, bị sợ hãi, bị buồn chán, bị mất sức sống, nhưng nguồn năng lượng đó không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Như ánh nắng mặt trời, sức mạnh của gió, sức mạnh của nước, bao ba nguồn này vô tận, nhưng bằng cách nào chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của ba nguồn năng lượng đó thì rất khó. Đó là mình nghi ngờ về Đức Phật. Tại sao mình nghi ngờ về Đức Phật? Vì mình không học những lời dạy của Đức Phật, cho nên mình nghi ngờ về Đức Phật. Cho nên học giả Foswell người phương Tây nói rằng là the more I know him, the more I love him. Càng hiểu về Đức Phật con càng yêu kính Đức Phật. The more I love him, the more I know him. Càng yêu kính Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật. Nên cái tiên quyết của vấn đề để có niềm tin với Đức Phật, để không có rơi vào cái tâm quan du thứ nhất này, là chúng ta phải học pháp vậy thôi. Học những lời dạy Đức Phật. Và những lời dạy nào mà người ta đã xác nhận là lời dạy có thẩm quyền, có giá trị, hay là đáng tin cậy nhất, thì mình phải học như kinh Tam Tạng, kinh điển Pali, là những lời dạy mà đáng tin tưởng nhất so với các bản khác, các bản kinh của các cái ngôn ngữ khác. Đó, đó là cái gọi là ngoài nghi Phật, là một tâm quan du. Và tâm quan du này nó thuộc cái chịu phần tai hại. Thưa quý vị, ở đây có những vị đến để tu một thời gian không chịu học pháp gì,
Rồi cuối cùng cái niềm tin nó không khẳng định được. Rồi mà thấy những hiện tượng trong chùa này nó không được đúng theo ý mình, bất mãn, bỏ về, không tu nữa, chẳng hạn. Thì niềm tin bị lung lay rồi, đúng không? Để mình chính mình trong hai chân người ta, mình dựa vào người ta để mà mình bất mãn là nó không đúng. Phải dựa vào kinh điển bất mãn thì mới đúng chứ, dựa vào Phật bất mãn mới đúng chứ. Nếu quý vị đến đây tu mà quý vị bất mãn Phật, quý vị bỏ đi về thì đúng. Bất mãn lời dạy Đức Phật, bất mãn đi về thì mới cái sự bất mãn đó mới đúng chứ. Còn gì bất mãn những người ở trong chùa này, mà những người trong chùa này là toàn là phàm, mà phàm nặng không à, chứ phải phàm nhẹ nữa. Bởi vì bất mãn là sao? Mà ở đây đã có rồi, tức là cái niềm tin nó bị lung lay, cho nên là không có tin tưởng. Mà không tin tưởng này sao mà tiến tới? Không tin tưởng Đức Phật sao tiến tới được? Vì không học những lời dạy Đức Phật, cho nên không tin tưởng Đức Phật là bậc Sappanyu, là bậc toàn tri, bậc toàn giác. Cho nên mình không tin tưởng. Và khi mình không tin tưởng thì tự nhiên là mình bỏ, rồi mình đổ thừa. Cho nên cái người đó phải đổ cái họ, họ lại là họ đổ, đổ thừa, đổ dân thừa, đổ thị thừa, đúng không? Chứ còn không là mình thất bại. Còn nếu mình nói thôi con xin đầu hàng, con tu không nổi, hay là con xin nghe là thôi con hết duyên thì được. Chứ còn con mình đổ thừa là tại chùa này bất mãn quá, mất niềm tin quá. Niềm tin với ai? Niềm tin với Phật chứ. Mà bất mãn thì mình tuyên bố câu đó thì đời sau làm sao mà gặp được Phật, quý vị? Còn bất mãn với người này người kia thì nó là chuyện bình thường. Ở ngoài đời mình cũng bất mãn vậy, người này người kia. Mà trong cái năm tâm quan du thứ năm á, là cũng không nên bất mãn những người cùng tu với mình. Tâm quan du thứ năm không nên bất mãn họ, vì họ có cái lý do riêng của họ. Thí dụ họ tham ăn, họ giành đi bát, lý do riêng của họ là kiếp trước á, là họ sanh ở cõi nào. Nên cái này sanh lên họ thấy đồ ăn họ thích, họ lấy nhiều lắm, mặc dù là họ ăn bao nhiêu mà đúng là mang một cái bình bát thôi, mà họ có một bình bát xong rồi thêm cái tô, rồi cái chén, rồi cái hộp, rồi đưa vô trong cái của họ, rồi nó cũng nhắc như thường xuyên. Nhưng mà họ có cái lý do riêng của họ, họ bệnh, họ cần ăn nhiều, đúng không? Cho nên họ phải lấy nhiều. Rồi lý do riêng của họ là gì? Họ nuôi 3 con mèo, 3 con chó. Cho nên họ phải lấy để cho nó ăn. Mình không hiểu, cho nên mình trách móc họ là sai. Ở chùa này có hàng trăm con chó mà, hàng trăm con mèo, chuột thì bao la, đúng không? Cho nên họ có lý do riêng của họ. Và lý do riêng về bản thân họ là đói con mắt, chứ không phải đói cái bụng. Đói con mắt vì kiếp trước họ là cõi âm, cõi vô hình đến đây. Họ là cái người gọi là chẳng hạn như là ngạ quỷ, họ đói khổ dữ lắm. Chứ kiếp này thấy đồ ăn họ thích dữ lắm, lấy nhiều lắm, nhưng ăn không nổi. Thì trước đây nó đói rồi. Đó, lý do riêng của họ là luân hồi sanh tử của họ, nó quyết định cho cái tánh tình của họ. Và khi một cái người mà hiểu được như vậy đó, thì không có phiền não và mình vẫn tiếp tục hạnh phúc. Ví dụ như tôi nói thế này, sáng tôi đi giảng ở học viện bài kinh Đại Niệm Xứ, mình tới Niệm Xứ, tôi nói với các tăng ni sinh, tôi nói là be the owner of your happiness. Mình phải là người làm chủ hạnh phúc của bạn, phải là người làm chủ hạnh phúc của bạn. Nên tôi ngồi tôi giảng bài đây, mà ở dưới kia mà mấy người nói chuyện riêng, mấy người ngủ, tôi phiền não. Như vậy thì họ làm chủ hạnh phúc của tôi rồi, đúng không? Tức là những người kia họ làm chủ hạnh phúc của tôi rồi. Tôi đang giảng bài nhưng mà họ nói chuyện, họ nói chuyện riêng, hay là tôi đang giảng bài mà họ ngủ, thì họ làm chủ hạnh phúc của tôi rồi. Tôi buồn phiền, tôi khó chịu, tôi bực bội. Như vậy thì cái người nói chuyện đó, cái người nhiều chuyện đó, cái người ngủ gục đó là họ làm chủ hạnh phúc của tôi. Vì tôi không hiểu, tôi không hiểu là kiếp trước cái người này là kiếp nào, họ là ai, ở cõi nào tới đây, đúng không? Nếu họ là Atula tới á, thì họ nhiều chuyện dữ lắm, đâm bị thóc thọc bị gạo à, họ chia bè chia phái vậy đó, mặt họ dữ dằn dữ lắm, đúng không? Tôi từng gặp một ông sư mà khi mà ổng hiện lên cái nguyên hình của ổng tôi sợ đó.
Mà ông trụ trì một cái chùa không đơn giản đâu. Khi đó tôi nhận giùm tiền cho để mà làm chùa đó. Mà tôi tại thí chủ họ có dặn là khi nào mà bên đó họ khởi công hoặc là họ làm đó, thì mình mới đưa tiền tới. Thí chủ là Phật tử của, quen chúng tôi. Tôi chưa kịp đưa là bắt đầu ông hiện nguyên hình rồi. Đó. Cho nên là thưa quý vị, đó, mình khi mình hiểu được mình thông cảm, mình tha thứ được. Và mình phải là người làm chủ cuộc đời của mình chứ. Hạnh phúc của mình chứ. Tự nhiên người ta nói chuyện mà mình đi đau khổ là họ làm chủ mình rồi. Be the owner of your happiness. Bạn hãy làm chủ cuộc đời của bạn chứ. Vì một cái lời nói của họ mà mình đau khổ thì họ làm chủ mình rồi. Chứ mình đâu làm chủ. Mà muốn làm chủ cuộc đời của mình thì phải tin Đức Phật, tin giáo pháp Đức Phật. Học những lời dạy Đức Phật thì mới làm chủ cuộc đời mình được. Cái người đó hả? Họ tham ăn cái lắm, tội nghiệp họ. Tiền kiếp họ đói khổ mà. Để kiếp nào sanh lên là thấy đồ ăn họ thích cái lắm. Họ thông cảm cho họ đi. Thì mình lúc đó mình từ bi, mình hỷ xả, mình hạnh phúc. Chứ mình không đau khổ. Còn không mình đau khổ. Mình nói là mấy người này nói hoài không nghe. Đệ tử gì mà mất dạy vậy, chẳng hạn vậy đó. Thì mình càng đau khổ nữa. Mà mình không hiểu là họ có lý do riêng của nó, của họ. Đó, cho nên khi quý vị mà khó chịu với các vị đồng phạm hạnh hay là những người cùng tu với mình, tại vì không hiểu giáo pháp cho nên mình mới khó chịu. Còn hiểu giáo pháp rồi, hiểu nhân quả, hiểu luân hồi tái sanh, hiểu nghiệp báo rồi thì mình không có gì khó chịu. Bực bội tâm gọi là khó chịu, bực bội nóng nảy với những người ở chung chùa với mình là không nên. Đó. Đó là tầm quan trọng thứ nhất nha. Đó là mình nghi ngờ do dự đối với Đức Phật. Đó là một trong năm pháp chịu phần tai hại. Hay không? Đó là những người do dự là cuối cùng rồi sao? Bỏ đi về. Đó. Bỏ đi về rồi cuối cùng rồi lập gia đình. Lập gia đình xong rồi thì vợ nó quánh cho chết. Quánh rồi cái mà bất mãn rồi cái đi lên lại. Tu lại. Như vậy đó. Đúng không? Như vậy đó. Cho nên là xem như là triệu phần tai hại là vậy đó. Phải cá cược cả một cái nửa đời người hoặc cả một kiếp người. Tiếp tục. Đó là tầm quan trọng thứ nhất. Như vậy là đối với Phật, Bậc Đạo Sư và đối với Pháp có sự nghi ngờ do dự không biết đó. Mình học một cái, học một đoạn là thuộc năm đoạn luôn. Mà trong một đoạn nó lặp đi lại nhiều lần trong một đoạn mà có mấy từ thôi. Tại vì phải nỗ lực lên, nhất là các vị trẻ nỗ lực lên đó. Học một đoạn, học một tâm quan du thì trong tâm quan du đó nó lại lặp đi lặp lại nhiều từ giống nhau. Rồi tâm quan du thứ hai nó lại lặp lại lần nữa như tâm quan du thứ nhất, cho nên cái cách học nó cũng không khó. Đó. Nên nếu mà đối với giáo pháp mình nghi ngờ, đúng không? Mình nghi ngờ thì mình làm là chịu phần tai hại rồi. Giáo pháp mà quý vị không tin tưởng, không học, có bữa được bữa cái, bữa có bữa không, đúng không? Thì thất bại rồi. Giáo pháp mà mình học mình học không nổi đâu. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mà không thầy đố mày làm nên. Nên mình phải ráng, mình đến cả một cái lớp học, người này trợ duyên người kia, người trợ duyên người nọ, ông thầy cũng giúp cho mình, bạn bè nó trợ duyên cho mình thì mình mới tiếp nhận được giáo pháp chứ. Chứ bây giờ mình ở nhà mà cầm cuốn sách này ra mình đọc đọc sao nổi. Còn giờ mình lên mình đọc đọc không nổi, mình nghe nó cũng có lý rồi, đúng không? Đó, nó hay đó. Nghe những cái người bạn bè mình học đọc lên rồi mình nghe theo rồi mình đọc theo luôn. Đọc theo thì tự nhiên là mình sẽ có một cái động lực mà. Đó, nếu mình nghi ngờ pháp thì mình đâu có học chi, đúng không? Nếu mình nghi ngờ giáo pháp thì mình đâu có đi học chịu gì, đúng như vậy đó. Cho nên phải tin, khi mà có được một cuốn kinh mà có được những lời dạy Đức Phật là mừng hết lớn, giống như có được kho báu vậy mới được, kho vàng
nó hơn cả mà vàng bạc châu báu trong các sắc của quý vị, chứ không đơn giản đâu. Buna cha ba rằng lại nữa, a bu so này hiền giả, phiết khu vị tỳ kheo, sằng ghê đối với tăng chung, căng khá tí nghi ngờ, vị trí khít cha tí do dự, na đi muốt cha tí không quyết đoan, na sầm ba si đa tí không thỏa mãn, vô số người nào a vô số này hiền giả, phiết khu vị tỳ kheo, sằng ghê đối với tăng chung, căng kha tí nghi ngờ, vị trí kết cha tí do dự, na đi muốt cha tí không quyết đoan, na sầm ba si đa tí không thỏa mãn, ta sa chi tăng tâm của vị ấy, na na ma tí không hướng về, a tập ba gia nổ lớn, anu yoga ya hằng hai, sa tất cha ya kiên trì, ba đà na ya tinh tấn, ya sa chít tăng tâm của vị nào, na na ma ti không hướng về, a tập bà gia nỗ lực, anu yoga gia hằng hai, sa tất cha gia kiên trì, bát hà na gia tinh tấn, a dặn đó là ta ti vô chê tô khi lô tâm quan du thứ ba. Đối với tăng già mà mình nghi ngờ, do dự là nó cũng không đúng. Vì một cá nhân nào đó mà mình đi phủ định cả tăng già làm sai. Vì tăng già nó có phàm tăng và thánh tăng. Rồi tăng quá khứ, tăng hiện tại, tăng vị lai. Đúng không? Còn bây giờ mình thấy ở trong chùa này có một vài vị tăng đó, họ có những hành động, cử chỉ, lời nói nó không đúng theo cái luật lệ của nhà Phật, rồi mình bất mãn, mình bỏ mình đi về, sao được quý vị? Tăng già đây không phải là một cá nhân của một người nào đó, mà tăng già đây phải tính là phàm tăng và thánh tăng. Như mình bất mãn ngài Xá Lợi Phất thì một quyền liên ngài Ananda đa sao, đúng không? Rồi phàm tăng của thời Đức Phật, rồi tăng quá khứ, tăng hiện tại, tăng vị lai, đúng không? Cho nên bất mãn tam bảo là mình thua rồi, chịu phần tai hại rồi. Mình bất mãn như vậy là nó không đúng. Nhưng mình như vậy thì mình có thể mình bất mãn một vài cá nhân nào người đó thôi, nhưng mà không phải mình phải hy sinh cả cuộc đời của mình. Từ một cái người mình hy sinh một cuộc đời của mình, từ cái người đang tu hành như vậy mình bỏ là không đúng. Mình bỏ, mình khép cánh ngừng bay nửa chừng là không đúng, mà mình đấu thừa vậy là không đúng. Mình phải nói là mình tu không nổi nữa, mình bị ma dương nó lôi kéo, hay là quyền lực nó lôi kéo mình bỏ cuộc. Chứ mình nói mình bất mãn cái chùa này, bất mãn cái những vị tăng này là nó không đúng, đúng không? Và như vậy nó làm cho mình chịu phần tai hại. Đó. Bây giờ thí dụ như tôi bất mãn chùa Tiền Viện Phúc Sơn này quá. Tiền Viện Phúc Sơn đâu có gì mà bất mãn.
có cây xanh nè, có đường đi sạch xanh xanh sạch đẹp nè, có tượng Phật vĩ đại nè, nó rất mãn, mang cái gì, đúng không? Có ông sư trụ trì sắp lên đường nè, sắp chết nè, rất mãn cái gì, đúng không? Cho nên không được, không được phát biểu câu đó, mà chỉ nói là dạ giờ con không kham nổi nữa, con tu không nổi nữa, dục lạc ngũ trần nó lôi kéo con đi thì được, con tu không nổi nữa, mình phải nói gọi là thú tội trước bình minh vậy thì nó mới đúng chứ, người ta còn tha thứ cho mình được. Nói sau này quý vị nào mà ở đây không tu nữa về nhà nhớ nghe, đây là trăng tối của tôi đó, chứ gì bỏ đi nữa tôi bất mãn chùa này lắm, mấy bà đi bác giành giật cho không à, đúng không? Bất mãn dữ lắm, chùa này không thanh tịnh. Vậy chùa nào thanh tịnh? Chùa nhiều người phiền não nhiều, chùa ít người ít phiền não, chùa không có người không có phiền não. Bây giờ mình tìm cái chùa nào để mình thanh tịnh đấy? Ở trong cõi dục giới này, sắc giới, vô sắc giới này, tam giới như quả trạch, tam giới như nhà lửa, lửa tham ghê lắm, mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta, đúng không? Cho nên mình bất mãn à, mà mình đang sống trong cái cõi dục mà, cõi dục vọng mà, cõi sân si mà, bất mãn gì đấy, mình phải phấn đấu bỏ qua cái đó, lướt lướt đi, thiền phải lướt sóng đi, đi ra khơi, chứ không thể thấy một hai cái sóng mà nó cao cao một chút, một hai ngọn gió cái buông xuôi thì trở vô lại rồi đổ thừa, đúng không? Tại cái thiền mình không vững, nó không chắc ăn, nên mình mới sợ ra khơi. Còn nếu thiền của mình mà nó đầy đủ, nó một cái thiền mà nó trang bị một cách tốt đẹp thì mình đâu có sợ, mình cứ lướt sóng ra khơi thôi chứ mình sợ gì, đúng không? Đó, cho nên không nên đổ thừa. Vậy vậy nào tu đây được, tu còn không thì thôi, đi về thì thôi, chứ đừng có đem những cái điều nó không đẹp ở trong chùa này để mà làm cái cớ để mà mình rời khỏi ngôi chùa này, để ra vẻ mình là người cao thượng, đúng không? Là nó sai đó, còn nó mang tội đó, đúng không? Người ta cu mang cho mình mà ở đây năm ba năm trời mà cuối cùng mình ra đi rồi mình nói mình bất mãn là sao, đúng không? Là sai đó. Rồi tiếp cái chú Minh đó là chú ở đây 18 năm rồi, 2006 cho nên chú ở năm 2024 rồi. Chú Minh mà ở cốc ở gần cô Bình Hương, chú bị bệnh, chú phải về Bình Thuận để chú trị bệnh mà chắc về luôn. Nó vậy đó, 18 năm ở đây chứ ít đâu. Và chú nói câu cũng hay, cái đó là 18 năm này ý nghĩa lắm, ở đây rất ý nghĩa. Chú không có tu, chú không có xuất gia, chú là giáo viên dạy âm nhạc đó. Mà học di pháp rất là giỏi, tiếng Anh cũng rất là khá, có dạy cái đó tiếng Anh đi nè đó. Cho nên là thưa quý vị đó, nhớ đừng quên, đối với giáo pháp cũng vậy, niềm tin của chúng ta đối với giáo pháp thì có nhiều nguồn, do học, do suy tư, do hành trì. Bởi vì mà hành pháp mà có pháp rồi, vì có niềm tin với pháp mạnh dữ lắm à. Tức là xem như là có lúc chúng tôi mới suy nghĩ nè, ăn mà có chánh niệm tôi mới ăn, ăn không chánh niệm tôi không ăn. Tôi có niềm tin mới chánh niệm dữ lắm, với pháp chánh niệm lắm. Nói mà có chánh niệm tôi mới nói, còn nói mà không chánh niệm tôi không nói, chết tôi cũng không nói. Đó, nên là niềm tin với giáo pháp do học, vì học Phật pháp này mới có niềm tin, do suy tư là trí tư thì có niềm tin, và trí tu là hành trì là có niềm tin. Đó, ở đây chúng ta vì học mình không có, rồi suy tư cũng không, suy tư trên cái học cũng không luôn, hành trì cũng không, làm gì có niềm tin với pháp, đúng không? Làm gì mà có niềm tin với pháp gì? Đi vô đây là sống qua ngày chờ qua đời, làm gì có niềm tin với pháp, đúng không? Có thể tham gia một ít nè, quét sân rồi lụm rác chút đỉnh như thôi, làm gì có niềm tin với pháp? Không có. Cho nên là xem như là muốn có niềm tin với pháp là phải do học là trí văn, do suy tư là trí tư, và do hành trì là trí tu, thì mới có niềm tin với pháp. Ở đây chúng tôi cũng nói luôn, khi mình chia ra ba ngôi tam bảo thì đúng có Phật pháp tăng, đó là nói theo cách nôm na,
Chứ còn nói rốt ráo thì Phật bảo và Tăng bảo cũng chính là pháp bảo. Hay. Đây là phát biểu của Thượng tọa Giác Nguyên. Phật bảo là gì? Phật bảo là người tự mình phát hiện ra pháp bảo, phát hiện ra con đường hành trì, và tự Ngài đang đi đúng con đường Ngài đã tìm ra. Ngài là Phật bảo bởi Ngài đã hành trì đúng pháp bảo. Đó. Hoài nghi tăng chúng, Tăng bảo là những người nương theo lời dạy của Đức Phật để hành trì cho đúng với pháp bảo. Một người không tóc, mặc y mang bát chỉ được gọi là Tăng bảo khi nào người đó có pháp bảo trong mình mới được, mới gọi là Tăng bảo vậy. Bây giờ quý vị bất mãn một cái người mà cạo đầu mặc y mà pháp bảo của họ trong người họ không có, thì họ cũng không được gọi là Tăng bảo. Nếu chỉ có hình thức suông mà gọi là Tăng bảo thì ra ngoài chợ kiếm mấy tay du đảng cạo đầu trọc biểu đắp y thành Tăng bảo hay sao, đúng không? Tức là Tăng bảo là phải cái người đang hành trì giáo pháp của Đức Phật thì mới là Tăng bảo được. Tăng bảo mà là người phải do học Phật mới có hiểu biết, từ đó mới có hành trì, có được Phật pháp trong mình thì mới gọi là Tăng bảo. Chứ không thể là cái người Tăng bảo là cái người mà mua cái đồ rồi mặc y cà sa lên là Tăng bảo được. Nhưng bây giờ muốn là Tăng bảo thì bây giờ phải học pháp, phải hành trì giáo pháp. Cho nên nói rằng lòng hoài nghi hoang mang do dự về bậc đạo sư, về pháp, về tăng gom chung là chỉ là một mà thôi. Nghĩa là không học giáo lý, không biết tinh hoa cốt lõi căn bản Phật pháp, thì lấy gì để thờ lại tin tưởng Đức Phật, lấy gì để thờ lại tin tưởng Tăng bảo. Sẵn hôm nay tôi nói luôn, chữ tăng trong kinh Tạng tùy chỗ mà hiểu. Có chỗ tăng chỉ cho các tầng thánh nhân, có chỗ tăng chỉ cho các vị đã thọ đại giới. Có một số người ẩu tả, đọc nghe ba chớp ba nhán, hiểu lầm chúng tôi phủ nhận chữ tăng này theo kiểu, theo nghĩa thông thường. Họ viết một bài chữ tan nát mà quên một chuyện là những cái họ trích dẫn không phải là chánh tạng. Còn chánh tạng thì là họ lại không trích dẫn. Ví dụ như họ nói sư Tọa Khanh nói rằng tăng chỉ là chỉ có thánh tăng thôi. Như vậy thì trong bài tụng của mình đáng lẽ Tăng bảo gồm phàm tăng và thánh tăng. Xin thưa ghi chú, đó là ghi chú trong tạng kinh hay tạng luật. Thứ hai nữa là tùy bài kinh mà hiểu, chứ không phải chỗ nào cũng hiểu tăng gồm thánh tăng và phàm tăng. Bằng chứng là ngay trong phần lễ Tăng bảo có phần đệ tử thinh văn của Đức Thế Tôn, nếu kể đôi gồm có bốn đôi, kể chiếc gồm có tám. Kể đôi là tức là đạo và quả, kể chung một cặp, còn kể chiếc là riêng bốn đạo bốn quả. Rõ ràng trong đó như vậy mà họ không chịu đọc. Phải tùy chỗ mà hiểu, còn mình bất mãn chỉ biết chống đối mà không ngó trước trong sau thì cũng là điều bất cập đáng tiếc. Tâm quan du là trạng thái tâm bỏ ngỏ của người tu học. Người tu học mà không hiểu giáo pháp, giáo lý, không hiểu đúng thì làm sao có cái nhớ đúng. Chỉ khi có nhớ đúng mới hành đúng. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất và kể cả Đức Phật khi nói đến tâm văn du trong Kinh Trung Bộ thì kể đến năm, kể năm cho mình dễ nhớ, chứ còn Tam Bảo là kể một. Pháp Bảo, Phật Bảo được gọi là Phật Bảo vì có Pháp Bảo. Tăng Bảo được gọi là Tăng Bảo vì có Pháp Bảo. Còn nếu cho rằng chỉ có hình thức 32 tướng tốt thì được gọi là Phật, vậy chuyển luân Thánh Vương cũng được gọi là Phật hay sao? Vì có 32 tướng tốt. Còn nếu nói cạo đầu đắp y gọi là tăng thì kẹt quá. Tăng phải là người học từ Phật và có pháp bảo trong tâm. Vì nghe thì thấy rõ ha. Nói thấy rõ. Quang Du tới tiếp theo. Bù na cha ba răng lại nữa. A vu sô này hiền giả, biết khu vị tùy kheo, siết khà gia đôi với học pháp, căng ca ti nghi ngờ, vị chi kít cha ti do dự, na đi mít mà na đi muốt cha ti không quyết đoan.
Na sam ba si đa ti không thỏa mãn. Vô số người nào áo số này hiền giả, phi khu vị tỳ kheo, siết khà gia đôi giới học pháp, căng ca tí nghi ngờ, vi chi kết cha tí do dự, na đi mua cha tí không quyết đoan, na sam ba si đa ti không thỏa mãn. Tát sa chi tăng tâm của vị ấy, na na ma ti không hướng về, a tập bà gia nỗ lực, anu yoga gia hằng hai, sa tất cha gia kiên trì, bát hà na gia tinh tân, gia sa chít tăng tâm của vị nào, na na ma ti không hướng về, a tập bà gia nỗ lực, anu yoga gia hằng hai, sa tất cha gia kiên trì, bát tha na gia tình tăng, a văn đó là cha tuất thô chê tô khi lô tâm quan du thứ tư. Quan du thứ tư tức là mình nghi ngờ về cái học giới, cái điều học, mười điều học, mười điều hình phạt, mười điều trục xuất, 75 mươi Phật pháp dành cho sa di và những điều học thành cho các tỳ kheo, 227 điều. Mình nghi ngờ vào đó thì mình không có tiến bộ được, chịu phần tai hại thôi. Đó ý bài học này đấy. Nghi ngờ về giới, giới hạnh, những điều học về giới. Mấy người không đi học pháp là vậy đó, không có niềm tin, do dự nghi ngờ cho nên họ không đi học. Chứ họ nếu có niềm tin đó hả, ví dụ như bây giờ họ nói ở đây có một cái rổ vàng đây, đúng không, một rổ vàng, và họ có niềm tin là biết là đây có rổ vàng thì họ có lên không, họ lên đây không, có lên lại tin rằng có cái rổ vàng ở đấy, đúng không? Cho nên là họ chạy lên liền à. Nếu có niềm tin thì học pháp cũng vậy, nếu biết pháp là Phật, giáo pháp Đức Phật là vàng bạc châu báu thì họ chạy họ tìm lên chứ, đúng không, họ tìm lên, chạy tìm được. Như vậy du ti vô che to khi lo, lát nữa về nhà về cốc mà thấy ai không đi học đó, du ti vô che to khi lo đúng không? Rồi cái người nào thấy nóng nảy sân hận gì đó, cái lộn cự lộn, bành cho mồ chê tô khi lộ hay không? Hay đó, đúng không? Mình tập cho nó quen. Đọc lại, du ti vô chê tô khi lộ bành cho mồ chê tô khi lộ thấy người nào phạm giới nói sao? Cha tuốt thổ chê tổ khi lo. Tâm văn vô thứ tư, đúng không? Cái người nào mà qua 12 giờ mà còn ăn, đọc sao? Cha tuốt thổ chê tổ khi lo. Vậy đó, hay đó gì? Đúng hay không? Đúng không? Nhớ nha. Thấy người nào mà qua 12 giờ vẫn còn đi bát, vẫn còn ăn, cha tuốt thổ chê tổ khi lo. Cái người không chịu đi học, đu ti vô chê tổ khi lo. Cái người mặc lúc nào cũng hầm hầm với thịt bầm đổ cháo, bành cho mồ chê tổ khi lo. Hiểu không?